Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh chuối theo kiểu mới, đó là bánh chuối nước cốt dừa sợi. Cách làm này rất là nhanh và đơn giản, cho ra món bánh chuối dẻo, mềm, thơm, béo. Đặc biệt bánh mình để qua ngày hôm sau cũng vẫn ngon mà không bị cứng. Và đây là tất cả nguyên liệu của Heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Trước tiên Heo sẽ đi pha bột. Heo cho vào thau 300g bột năng, mình dùng thương hiệu nào cũng ngon hết. Tiếp theo là 50g bột gạo, 100g đường cát trắng và 1/4 muỗng cà phê muối, 1 ống vani. Hôm nay Heo không mua được dầu chuối cho nên Heo sử dụng vani. Nếu cả nhà mua được dầu chuối sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn đều lại, cho muối, đường, đường thơm và bột hòa lẫn hết với nhau. Xong rồi, Heo cho vào 400ml nước cốt dừa đậm đặc. Heo dùng nước cốt dừa ép tự nhiên chứ không cho thêm nước, như vậy cho bánh của mình được béo. Rồi bây giờ thì sẽ trộn đều, cho bột được hòa lẫn hết vào trong nước cốt dừa. Trộn một tí xíu thì bây giờ bột cũng đã tan mịn ra rồi nè. Và khi mà Heo dở cái cây trộn bột lên á, thì bột có cái dòng chảy sánh sánh như vậy là đạt rồi, không quá lỏng cũng không quá đặc. Heo để cho bột nghỉ 15 phút, Heo đi chuẩn bị chuối. Hôm nay thì Heo có chuẩn bị 7 trái chuối nè. Chuối này thì chín cây á, nhưng mà chín mùi rồi, rất là ngon luôn. 7 trái này thì cân được là 700g. Lột chuối ra xong rồi, bên trong trái chuối có những cái sợi chỉ thì mình sẽ lấy những sợi chỉ này ra hết, để lát nữa bánh của mình không bị thâm đen và không bị chát. Heo sẽ lột tiếp trái thứ hai nha cả nhà xem nè. Chuối Heo dùng là chuối sim, bên trong cái ruột màu vàng ngon lắm. Trái thứ hai lột xong rồi, bây giờ Heo tiếp tục lột hết luôn. Và đây là những trái chuối Heo đã lột xong rồi nè. Bây giờ thì Heo sẽ bóp nhỏ ra. Mình sẽ bóp vừa bể ra vừa nhỏ thôi à, không cần phải nhuyễn lắm. Như vậy lát nữa khi bánh mà mình làm xong á, thì cái miếng chuối cũng sẽ còn nguyên, mình ăn sẽ cảm nhận được độ dẻo ngon của chuối. Đây cả nhà xem bên trong á, trái chuối á, cái thịt á vàng ươm luôn nè. Rồi bây giờ thì Heo sẽ tiếp tục bóp cho bể hết những trái chuối còn lại luôn nha. Chuối thì Heo cũng bóp bể ra hết rồi, bây giờ thì Heo sẽ cho hết vào thau bột. Trộn đều lên, cho chuối được hòa lẫn hết vào trong bột và chuối sẽ được ngấm bột với đường. Trộn một tí xíu thì bây giờ phần chuối và bột cũng đã đều lại rồi nè, và có một cái độ sánh sánh rất là ngon luôn. Xong rồi bây giờ thì Heo cũng sẽ để chuối và bột ở đây nha. Heo sẽ chuẩn bị cơm dừa. Hôm nay thì Heo có chuẩn bị 200g cơm dừa. Cơm dừa này thì cơm dừa mềm á, mình mua cái trái dừa mà mình nói là đem về á, mình làm dừa nạo á, là người ta sẽ bán cho mình cái trái dừa có cái cơm mềm mềm như vậy nè. Cả nhà đừng có chọn cơm dừa cứng quá nha. Cơm dừa cứng quá thì mình ăn á, nó sẽ bị cứng không có ngon. Dừa mềm như vậy nè, vừa béo vừa dẻo rất là ngon luôn. Xắt cơm dừa xong rồi thì lúc này Heo cũng sẽ cho hết cơm dừa vào trong cái phần bột với chuối. Trộn thật là đều lên, cho chuối á, hòa lẫn hết vào trong bột với cơm dừa. Trộn một tí xíu thì bây giờ tất cả nguyên liệu đã cũng đều lại rồi. Như vậy là phần bột bánh chuối chuẩn bị xong, Heo chuẩn bị để đem đi hấp nha. Hôm nay thì Heo sẽ hấp bánh trong cái khuôn tròn có đường kính là 22cm, độ cao là 3cm. Cho vào nồi để cho cái khuôn của mình được nóng lên. Sau 5 phút thì khuôn cũng đã nóng rồi. Bây giờ thì Heo sẽ cho bột bánh chuối vào nha. Và Heo sẽ cho vào bánh độ dày tầm cỡ khoảng 1,5cm. Rồi đậy nắp lại, mình sẽ hấp ở lửa trung bình trong 30 phút. Khi hấp thì mình sẽ lấy cái khăn trùm kín lên như vậy này, để nắp không bị nhiễu mồ hôi xuống bánh. Hấp đủ thời gian 30 phút, bây giờ thì Heo sẽ mở nắp ra. Wow, cả nhà xem nè, bánh rất là ngon. Và cái phần chuối lúc nãy á, có một cái màu vàng rất đẹp. Ở bên trên thì có những sợi cơm dừa rất ngon nè. Để kiểm tra bánh chín chưa thì Heo dùng cây xiên que mình ghim vào á, thấy bánh khô ráo như vậy là chín rồi. Giờ thì Heo sẽ lấy bánh ra để nguội. Với lượng bột hôm nay thì Heo hấp được hai khuôn như vậy nè. Một khuôn á, là đường kính 22cm, còn một khuôn á, thì có đường kính là 24cm. Và đây á, bánh cũng đã nguội hết rồi nè. Ở trên mặt bánh á, rất là khô ráo luôn. Đây khuôn nhỏ là 22cm nè, Heo đo đây. Rồi khuôn lớn đó là 24cm. Giờ thì Heo sẽ lấy bánh ra nha. Heo sẽ dùng cái dao mình bọc màng bọc thực phẩm ở bên ngoài.
khều nhẹ xung quanh cái viền, bánh rất là dễ tróc luôn á. Khều xong để heo đỡ bánh lên, giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Đây cả nhà xem nè, đó cái viền rất là dễ tróc và bóng mượt lắm. Bề mặt của bánh á, thì rất là khô ráo, ở bên dưới heo có lót một miếng giấy nến và cũng đã thoa dầu, cho nên bánh mình rất là dễ tróc. Và cả nhà xem nè, bánh rất là mềm dịu luôn. Heo rung rinh, heo bẻ tới bẻ lui, cốp qua cốp lại nhưng bánh của mình không bị bể. Rất là mềm luôn nè, heo bẻ quá chừng luôn. Rồi, giờ thì heo sẽ cắt bánh ra cho cả nhà xem nha. Heo sẽ cắt bên đây cho cả nhà xem nè. Heo chỉ cắt ở ngoài cái rìa một miếng thôi hả. Rồi đây, bánh rất là ngon luôn. Phần bột thì có màu trắng nè, ở bên trong chuối thì vàng, có những cái sợi dừa nữa. Và bánh rất là mềm nè. Heo rung rinh, heo bẻ quá chừng luôn á. Và khi mình cắt bánh ra thì bánh không mềm nhão, bánh có cái độ giòn nhẹ luôn, rất là ngon luôn á. Để heo lấy một cái miếng bánh nhỏ lên cho cả nhà xem nha. Đó, bánh rất là mềm. Rồi heo xé ra cả nhà xem độ dai nè. Đó, rất ngon luôn. Heo mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Khi mà cắn bánh vào miệng á, thì bánh có cái độ dai mềm và giòn nhẹ. Phần chuối á, thì dẻo dẻo và ngọt ngọt tự nhiên. Nước cốt dừa á, thì béo béo nè. Rồi mình ăn trúng cái cọng dừa sợi á, thì có cái độ dẻo dẻo giòn giòn và béo ngon lắm. Với cách làm này á, thì mình không phải mất thời gian. Mình làm nước cốt dừa, mình trộn luôn nước cốt dừa vào bánh á, là mình ăn vừa ăn luôn hà. Nhưng mà nếu cả nhà thích ăn nước cốt dừa thì mình cũng có thể làm thêm, mình chấm ăn cũng sẽ rất là ngon. Cách làm thì cực kỳ đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm. Chỉ cần có 7 trái chuối chín nè, 300g bột năng, 50g bột gạo, 400ml nước cốt dừa. Mình thêm đường muối theo khẩu vị gia đình là mình đã có được một cái món bánh chuối thật là ngon cho gia đình mình thưởng thức rồi. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa thật là nhanh gọn để mà mình làm ra một cái món bánh chuối cho gia đình mình cùng ăn nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng nha món bánh chuối nước cốt dừa sợi nha.